Hello Quốc Hùng, xin chào toàn thể tất cả anh em. Và đây là hai cái con EQ mà hôm nay bên em cập bến. Đó là con EQ Classic Pro đến từ Nhật nha bác nha. Mã model là CQ231FL. Thì cái dòng này á thì bên em cũng nó cũng rất là ít gặp nha bác. Nó về thì cũng khá là ít thôi. Thì lâu lâu nó về được con hai con như thế này. Đó. Thì bên em tiến về toàn là những hàng đẹp, hàng chắc cho tất cả bác hết. Vâng, và hai con là đều là đẹp như nhau quá nha, đều là đẹp như nhau. Đấy, các bác nhìn này, đều là mạch bạc gold phay xước, cực kỳ là đẹp luôn nha. Đấy. Về dòng này thì nó tích hợp 31 cần gạt trên mỗi vế này. Có giai tầng từ 20 cho đến là 20k nha. Từ 20 cho đến 20k. Đó. Với cái giai tầng mà 31 cần gạt trên mỗi vế thì nó sẽ can thiệp rất là sâu vào cái giá âm sách chúng ta. Nên là chất âm nó cực kỳ là chi tiết và rất là hay, sáng tiếng nha các nhé. Dòng này thì em có test rất là nhiều cho cả bác rồi. Và đặc biệt là cái con này nó công suất rất là khỏe. Công suất nó lên đến là 100W. 100W nha bác nha. Thường là những con đá chúng ta, những cái con EQ chúng ta thường thấy là những con 30W là nó khá là cao rồi. Riêng cái dòng EQ Classic Pro 231FL này thì nó lên đến là 100W. Đó, 100W. Logo Classic Pro CV. Đây là hai chiếc áp để tăng giảm volume của từng vế. Của từng vế nhà bác nha. Thì nó... thay vì là một con EQ, thường là những con EQ khác thì nó sẽ rất là ít những cái con EQ mà nó có cái volume để tăng giảm như thế này. Đó, chỉ có những dòng chuyên nghiệp thì nó có cái volume tăng giảm như thế này bác nha. Thì nếu có tăng giảm như thế này á thì nó rất là tiện lợi bác, rất tiện lợi. Nó thay vì chúng ta gọi là một cái EQ thì chúng ta có thể tích hợp nó làm con rề. Ở trên con rề nó cũng như thế rồi các bác, nó đâu có khác gì đâu. Trên rề thì thay vì tất cả những cái con gạt như thế này thì nó sẽ có volume chiếc áp để dẫn chỉnh bát viết chép. Thì thay vì cái con EQ này chúng ta cũng chỉnh bát viết chép trên cái con EQ này, mà nó riêng biệt từng vế nữa. Ở đây là nó riêng biệt từng vế, còn cái con rề á thì nó là chung đó. Các bác chỉnh trên một con rề thì nó chung luôn hai vế, hai kênh. Đó. Thì cái con này thì chúng ta sẽ sử dụng nó hay hơn và chúng ta sẽ có volume tăng giảm từng kênh luôn nha bác nha. Ở đây thì khi chúng ta bật lên thì nó có dãy đèn tín hiệu màu đỏ ở đây. Đó, nó sẽ sáng lên rất đẹp. Và dãy đèn nước ngang này. Khi bật lên thì tín hiệu nhạc nó sẽ nhảy qua nhảy lại cực kỳ là đẹp luôn bác. Dãy đèn nước này màu vàng nha. Đó. Rồi cái dòng này thì em sẽ test cho tất cả bác sau. Đó. Em sẽ ghép vào cái con Classic Pro 4 kênh kia để ghép cho tất cả bác một đồng bộ nó luôn, rất đẹp luôn. Đấy. Tháo nắp ra cho tất cả bác xem nội thất phía bên trong. Đây là cái nội thất phía bên trong nha. Đấy, các bác nhìn lên kỹ nó rất là chắc, cực kỳ là chắc nha. Đấy, quá là chắc luôn các bác. Đấy, các bác nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hai vế. Đó, hàng rất là mới nha, mới tinh, cực kỳ đẹp. Đó, đây là đằng sau đây, các bác nhìn này. 100V nha, điện là 100V và công suất là 100W này. Đó, điện là 100V, công suất 100W Classic Pro. Đấy. Cực kỳ là đẹp nha các bác nha. Rất chất lượng. Đấy, những dòng chuyên nghiệp thì có là toàn là ba lăng với là 6 ly không, lăng với 6 ly không, không có bóng sen nha. Đấy. Rồi, cả hai con đều đẹp như nhau nha bác, đẹp như nhau. Đấy, các bác nhìn này, đều đẹp như nhau nha, rất ok luôn, cực kỳ đẹp luôn.
chất lượng không? Rồi thì giá là 7.500.000 một con nha bác nha, 7.500.000 một con. Thì các bác nào có nhu cầu chốt dòng EQ Classic Pro 231FL thì alo cho không qua số nội trên tấm biển màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác những video sau nha.